Xin chào tất cả các bạn, và ngày hôm nay thì Đức Hưng làm cái video này để hướng dẫn cho tất cả các bạn có thể phát âm được chuẩn 5 nguyên âm trong thanh nhạc, đó chính là I, E, A, O và U. Và mục đích của bài tập này đó chính là giúp các bạn định hình được vị trí âm thanh khi phát âm ra 5 nguyên âm này. Vị trí âm thanh là vị trí mà âm thanh nó sẽ hướng tới. Khi hát đúng vị trí âm thanh thì âm thanh của các bạn rất là vang, loại bỏ được giọng mũi cũng như là dễ dàng hơn trong việc hát những cái nốt cao. Và đầu tiên thì sẽ là nguyên âm Y. Ở bình thường thì chúng ta sẽ phát âm nguyên âm Y như thế này. Y, Y, bị mũi ra nhiều đúng không ạ? Y, Y. Và để phát âm được chuẩn nguyên âm Y trong thanh nhạc thì chúng ta sẽ phải mượn khẩu hình của nguyên âm U. Bằng một bài tập sau, các bạn sẽ phát âm ra chữ mùi, mùi. Đó, khi mà mượn khẩu hình của nguyên âm U và chúng ta bám vào vị trí của nguyên âm U thì cái âm thanh của cái nguyên âm Y đó sẽ rất là chuẩn và nó sẽ vang. Các bạn thấy sự khác biệt khi mà Đức Hưng hát đúng vị trí âm thanh chưa ạ? Tiếp tục là chúng ta sẽ tới nguyên âm E. Bình thường thì chúng ta sẽ phát âm nguyên âm E như này. E, E, E. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ mượn khẩu hình của nguyên âm U. Tiếp theo đến nguyên âm A. Thay vì chúng ta sẽ phát âm nguyên âm A như này. A, A, A. Rất là bẹt đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ pha ơ vào. Mà, mà. Rồi tới nguyên âm U thì chúng ta sẽ tiếp tục lại mượn cách phát âm của nguyên âm U. Mượn cách phát âm của nguyên âm U. Đúng. Mô, mô, mô phát âm như nào thì mô phát âm như vậy nhá. Mô, 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 mô. Và cuối cùng là nguyên âm U. Nguyên âm U thì giữ nguyên, bởi vì căn bản là cái nguyên âm U, cái khẩu hình của cái nguyên âm U nó đã rất là chuẩn và rất là chuẩn vị trí thanh nhạc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ghép 5 nguyên âm lại với nhau nhá. Mùi, mê, quen với cái việc hát đúng vị trí âm thanh rồi thì chúng ta sẽ không cần phải mượn cái nguyên âm nào cả và chúng ta sẽ hát thẳng vào cái nguyên âm đấy luôn. Ví dụ như này. Mi, mi, ma, mo, mu. Và thật tuyệt vời nếu như có giáo viên nào đó hướng dẫn và kèm cặp bạn. Chúc tất cả các bạn thành công.